Chào quý vị và các bạn, mời các bạn nghe bản tin giá vàng ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020 giảm khi giá dầu tăng. Giá vàng thế giới ngày 6 tháng 5 thấp hơn do các nhà đầu tư lạc quan hơn trên thị trường chứng khoán và giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ ba. Về giá vàng thế giới hôm nay, Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay giao dịch ở mức 1.705,70 tới 1.706,70 USD trên ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 cuối cùng đã giảm 4,90 USD trên ounce xuống mức 1.708,40 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 32,3%, 415 USD trên ounce so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,0 triệu đồng trên lượng chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,3 triệu đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới tăng giảm liên tục, quay quanh ngưỡng 1.700 USD trên ounce trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, nhưng căng thẳng Mỹ-Trung và mâu thuẫn tại châu Âu lên cao. Vàng chịu áp lực giảm do chứng khoán Mỹ và châu Á tăng khá mạnh, do giới đầu tư kỳ vọng vào sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế tại châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều tiểu bang Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, khu hành chính đặc biệt này sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế đi lại. Thông tin về sự mở cửa trở lại của nhiều khu vực kinh tế đã tạo tâm lý phấn chấn trong giới đầu tư. Dòng tiền đổ mạnh vào các thị trường chứng khoán khiến giá cổ phiếu tăng. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng trở lại. Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, một phần nhờ mức tăng 20% trong ngày của dầu thô tương lai Nimes khi giao dịch tăng hơn 4,00 USD trên thùng ở mức 24,50 USD. Tuy nhiên, vàng lại được hỗ trợ bởi căng thẳng Mỹ trung lên cao và mâu thuẫn tại Liên minh châu Âu EU gia tăng liên quan tới các chương trình bơm tiền kích thích nền kinh tế trong khu vực. Tại châu Âu, tòa án Đức vừa ra phán quyết về chương trình mua trái phiếu chính phủ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB từ năm 2015 với trị giá khoảng 2,9 ngàn tỷ USD. Phán quyết này không liên quan tới chương trình kích thích nền kinh tế đang được ECB áp dụng để ứng phó với cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là một yếu tố tăng giá dài hạn tiềm năng cho kim loại trú ẩn an toàn, như vàng. Hiện đồng tiền euro giảm, trong khi chỉ số đô la Mỹ cao hơn, sau khi những đồng bạc xanh giảm dần vào tuần trước. Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 5 tháng 5, tập đoàn vàng bạc đá quý đội di niêm ít giá vàng SGC ở mức 47,80 triệu đồng trên lượng, mua vào và 48,18 triệu đồng trên lượng, bán ra. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tại Hà Nội niêm yết vàng SJC ở mức 47,85 triệu đồng trên lượng, mua vào và 48,47 triệu đồng trên lượng, bán ra. Hiện công ty SJC, thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 47,85, 48,45 triệu đồng trên lượng, mua vào bán ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn đừng quên đăng ký nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.